Sáng ngày 11 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 đơn vị bầu cử số 15, có buổi tiếp xúc với cử tri phường 2 thành phố Tây Ninh, thực hiện vận động bầu cử. Các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 15 gồm ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, ông Nguyễn Thành Tâm, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Tây Ninh, ông Hà Minh Châu, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tây Ninh và bà Huỳnh Thị Ngọc Thu, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Thu, Hội Doanh nghiệp tỉnh. Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của cá nhân nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng dân tỉnh. Với cương vị đang công tác, mỗi ứng cử viên hứa với cử tri sẽ quyết tâm thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử, quan tâm thực hiện tốt lĩnh vực mình đang phụ trách, tham gia xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri và luôn gần gũi với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri và thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hành các nghị quyết của hội đồng nhân dân